con mới hả? Nên đi bán liền luôn. Sống ngoài nhà hả? Nè, biết nhà mày đó hả? Dạ, biết nhà cháu đảm bảo không phân thuốc. Rất ngon luôn. Dài dài lên đây nè. Trên đây có một trái bí tròn, bí xanh. Wow. Mấy cái trái nhỏ này nè, mà gì mà nó già này không? Đó, thấy cưng quá ha. Còn do hai bên là hai loại bí khác nhau nè. Đây, các cô chú anh chị các bạn nhìn nha. Không giống gì nhau hết. Đó, một bên là bí hồ lô, còn một bên đó là bí tròn, gọi là bí xanh nữa đó. Dễ thương quá. Bí xanh to lắm nè. Đó. Wow, hôm nay là đến ngày mình thu hoạch rồi, nhưng mà trước đó là mình đã thu hoạch hết mấy ngày rồi đó. Hôm nay là nhiều nè. Bự quá. Đây, ở đây có một trái bí hồ lô, nhưng mà trái này thì cũng được rồi nè. Mình sẽ cắt vô nha. Đó, một trái nữa. Trái bí mà còn ngon, gõ cái tiếng nó khác chứ trái bí già. Ừ, trái bí này già nè. Nó già là trái này non nè. Nó còn bọng trái này nè. Đó, thấy cưng quá. Hình như bí tròn nhiều hơn á. Con sắn đi. Chưa. Bí tròn nhiều hơn bí hồ lô á. Bí tròn nhiều hơn. Về bí luôn. Ngắn xích vô đây được không? Được. Rồi. Đó. Mua bí đi bà con, cô bác ơi. Mãi vô, mãi vô. Cô lựa đi cô. 10 ngàn 1 ký, 10 ngàn 1 ký thôi. Cái này chắc hơn 1 ký quá. Ui, da bồ rồi. Cẩn thận nha. Hay chưa ạ? Mua đi cô ơi, 10 ngàn, 10 ngàn, mãi vô, mãi vô. Ai mua bí nào cứ việc ra, 10 ngàn. 1 ký 250, con lấy 1 ký 2 thôi. Đó, một trái bí đầu tiên. Lấy 1 ký thôi. Dạ, không được. 12 ngàn. Đó rồi. Dạ, 10 ngàn 1 ký, mãi vô mấy cô ơi. Thôi chết rồi, con không có tiền lẻ rồi. Con có tiền cho mấy cô coi thử. Có giấy 100 không cho con đổi với. Đổi giấy 100 có rồi đó. Tiền lẻ. Có trái nào con để từ 2 ký rồi con. Rồi. Con có mà cũng ít quá, không đủ để thói á. Để chút xíu con ơi. Dạ. 1 ký rưỡi 15 ngàn. Em đương 100 thôi. Rồi. 2 ký mốt. Rồi. Ăn cân 2 ký. Nè, 50 thôi đi. Bớt bà đi. Thôi bớt đi, lấy 20 ngàn thôi bà ơi. Đúng rồi. Bà có tiền lẻ không? Bà đưa giùm con cảm ơn nha bà. Ngàn đó. Chết mẹ ơi. Nhỏ đi. 10 ngàn. Chọn không biết nhiêu. Trời, mua bí tròn không ơi. Dạ cũng 10 ngàn ký luôn. Đồng giá, 10 ngàn. Đây rồi, con cảm ơn nha. Ôi. Đây các bạn nhìn cái trái bí nè. Đó, rất là ngon luôn. Mua bí tròn đi ạ. À. Của cô hồi nãy con nói là 12 ngàn hả? Ai dẻo thì ăn bí tròn. 8 hả? Chẳng chưa đủ. Ai muốn không ăn bí tròn, ai ăn bí tròn đủ rồi. Bí tròn là dẻo hả? 46. Không, con còn thiếu cô lại 2 ngàn xíu. Con nhà cô đâu cô? Thôi con gửi bà trả cho cô 2 ngàn nha. Rồi, của bà ăn ký mốt bà. Đi thôi, nó mua cái đậu có gì chữ quá. Chữ quá chữ lại. Rồi ba nó trả lại thôi. Đu không có dây chậm rồi sao ta? Sao bữa nay ai cũng có tiền lớn hết trơn vậy ta? Ngàn lẻ à, ai cho mượn nè. Ký mốt. Gieo, mượn gieo. Dạ 11 ngàn ạ. 11 ngàn. Vậy đưa 9 ngàn nữa đi. Mua bí đi cô ơi. Mày là... À, chạy qua đó 2 ngàn. Đúng rồi đó, bà cô tính giùm con nha. 10 ngàn, 10 ngàn, mãi vô, mãi vô. Con bí ơi, mấy cô ơi. Mày thích cho thiếu tôi đó. Bà thiếu mày 5 ngàn. Dạ, bí rồi con mới hả? Nên đi bán liền luôn. Sống 2 ngàn.
nè nhà mày đó hả? Dạ biết nhà cháu đảm bảo không phân thuốc. Rất ngon luôn. Đặng tham gia con 6.000. Là mình hiếu cũng 6.000. Rồi, con cảm ơn nhiều nha, hai cô hiếu qua hiếu lại. Dạ. Chưa đang đợi này một cái. Mua bí đi bà ơi, 10.000 thôi. Mày vô nha. Dạ 800 ngữ gram thôi, lấy 800 gram thôi, 8.000 thôi. 8.000. Dạ. Chết gì? Rồi nhiều. Thôi không phải à. Ăn nhiều. Bỏ nhà. Dạ 8.000. Rồi cái này 11.000. Giờ lấy trả nha. Cái này cho hàng. Rồi. Dạ con tám đây con cầm cái bạc chị kêu. Dạ 10.000. Rồi để con hỏi tiền cho. Đây rồi, cảm ơn nhiều ạ. Rồi siêu 8.000. Dạ 14.000 tám ơi. Bí đi 10.000 đi, mẹ vô. Rồi. Bí nấu canh đi mấy con ơi. Dạ rồi con cảm ơn. Cái dài này đi. Dạ thích cái dài ha. Dạ. Hôm nay là nguyên sắm trên là ăn bí không nha. Cái dài cháy cháy. Ngon ha. Dạ, bí mới hái luôn. Này đem về nấu canh là bao ngọt. Bí này dẻo rồi. Dạ dẻo lắm. Dạ 10.000 luôn. Dạ một ký hơi yếu một chút. Dẻo bà. Đâu để tôi cho ra. Nó để bên đây. Vậy. Thôi con lấy là 9.000 thôi bà ơi. Con lấy con 9.000. Đây, đã cầm giùm con cái nha. Dạ. Con coi giùm tôi cái hàng này. Đây, rồi, con cảm ơn. Dạ. Ký 6 năm chồng con lấy ký 6. À, khoan, để lại. Ký 7. Ký 7 cô ơi. Dạ 17. 17.000. Rồi, đây. 17. Dạ dạ để con xíu con hỏi tiền cái con nhìn liền. 9.000 thôi. 9.000 thôi. Đây con hỏi lại nha, con cảm ơn. Dạ được ký. Để con lấy cái bọc. Mua bán không? Chưa để con xuống để mời mấy ăn. Dạ. Mời mấy ăn ha. Ê ký ha. Ký mốt rồi cô. Ký mốt rồi. Dạ đủ nồi canh 11.000. Cũng con 9.000 thôi cô ơi. Dài vậy nè. Dạ, thích bí lắm. Bí ngon lắm. Người chịu bí tròn. Đây, con lấy bọc cho cô nha. Con cảm ơn. Dạ rồi. Cứu cô này nãy nhiêu nha? 11 phải không? 11.000 phải không? Rồi, đúng rồi. Thôi, còn lại 1.000. Không có 1.000. Chuẩn bị hết tiền rồi Ngân ơi. Dạ. Cô có ngàn lẻ không? Cô ơi, cô có giấy hay 1 2 tấm giấy 1.000 không? Tôi bị ngàn nấy thôi hết ha. Dạ con hầu hết trơn rồi. Một tấm nè cô. Cô cho cô mượn trước nha. Con bớt cô đó. Thôi, có luôn hả? Rồi con cảm ơn. Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình lên sớm trên để mà bán bí đó các bạn ơi. Đó. Trái bí này 700 g. 7.000. Vậy là cô đưa 8.000 mà đủ. Căng này cho cô. Căng cái này. Rồi vậy không có luôn. 8.000 ra cho con mượn 10.000 đi, con thôi 4.000. 7.000 luôn nha ơi. Rồi, đây cô ơi. Ủa cô bên đây hả? 700 g mà con bán 7.000 thôi. Mua bí đi cô ơi, 10.000 một ký thôi. 4.000. Mày vô. Vô. Dạ, con gửi cô điện thoại, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ bí 10.000 cho cô ơi. Hồi lại 43. Con không có 43.000 rồi. Cô đưa mời gì 5.000 đi. Dạ con đưa lại 2.000 rồi con cảm ơn nhiều ạ. Đây cái này của cô đúng không? Cô là rồi 7.000 luôn Ngân ơi, 700 g. Đó. Hôm dạ đặc ruột ngon lắm nè, cái nào cũng ngon hết trơn á. Đó thì không có 1.000 lẻ rồi. Cô hiếu cô 1.000 nha cô, xíu con chạy qua đó con trả cho. Thôi, hay là tặng cho con trái bí luôn đi ha. Con không sao đâu, con tặng cho con trái bí luôn đi. Dạ thôi được rồi, con lỡ con tặng rồi, con tặng luôn dạ. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, ngày hôm nay thì hai chị em tụi mình lên sớm trên để mà bán những cái trái bí rất là thơm ngon luôn. Thì như lúc nãy mình có giới thiệu đó, hôm nay mình sẽ có hai loại bí. Đó là bí hồ lô và bí tròn là bí xanh đó các bạn ơi. Còn bí gọi thì hiện tại nó còn nhỏ quá, nó chưa có lớn. Thì hai chị em tụi mình xách hai xề này lên bán. Nãy giờ bán cũng được rất là nhiều, rất là vui luôn khi mà bà con rất là thích món này. Đây Ngân khoe cái trái bí bên đây cho mọi người xem đi. Đây.
cái bí của mình đó, khi mình nhìn ở ngoài thì các bạn sẽ không biết được là nó màu gì đúng không? Nhưng đúng rồi. Cắt ra thì bí nó rất là ngon luôn nha, đây vàng tươi à. Dạ. Cắt ra thì nó chảy mũ luôn nè. Dạ. Cái này mà đem về nấu canh liền thì rất là ngọt luôn. Ăn mua bí đi cô. Nhưng mà mấy chị mình chỉ bán cái giá là 10.000 thôi, đồng giá hai loại bí luôn. 10.000 một ký thôi cô ơi, cô mua bên nào cũng được hết trơn á, cái nào cũng ngon hết trơn á. À. Vậy là chắc là mai mốt mình phải trồng bí hồ lô nhiều nhiều quá, ai cũng thích cái trái này hết trơn á. Dạ, 900 gram 9.000 thôi cô ơi. Dạ, thổi thói. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Mua bí đi cô ơi. Dạ, trái tròn thì non, còn bên đây thì nó già. À, có cái người cái thì thích ăn loại dẻo á, thì mua trái bí bự, còn cái này á, thì non á, thì ăn nó sẽ tan tan trong miệng, hai loại. Cái nào cũng thích chưa? Nó nghèo mà cô ơi, 700. Sao không? 650. 650 gram, 6.000 thôi cô ơi. Cái này... À, hầm dừa, nấu canh, hầm dừa thì chưa nấu canh cá lóc cũng ngon. Rồi, con cảm ơn nha. Mua bí đây mọi người ơi, mãi vô mãi vô. Bà con ở xóm trên là ai cũng mua bí hết trơn rồi. Nãy giờ là người ta nói là nguyên xóm hôm nay là ăn bí hết đó các bạn ơi, nhà nào cũng có nồi canh bí hết. Dạ, đặc biệt á là cái bí này nè cũng có thể để được mấy ngày luôn. À, các bạn mua xong đó về rồi để ở ngoài cũng được luôn. Không có sao hết trơn á. Bây giờ mình còn lại 2, 4, 5, 5 trái bí tròn với 3 trái bí dài. À, sẽ đếm tiền thử coi được bao nhiêu rồi nha. Được 100 nè, 101, 102, 103, 104, 150, 106, 107, 175.000. Trong đó chắc là bán được tầm 106 rồi đó. Tại nãy mình có đem theo tiền lẻ nữa đó nha. Thì mình đợi bà con cô bác đi qua đi lại coi còn ai mua bí nữa không. Bán ở đây xong rồi mình sẽ tiếp tục đi dài dài xuống. Thôi mình gánh dài dài xuống dưới đi ha nha ha. Mời mấy cô mua. Hết rồi, hết khách hàng rồi. Cái đầu ngắm là biết sao á. Ừ. Để lên đây luôn cũng được. Đọc không? Đọc. Chắc được rồi chứ. Ừ, chắc là đồng rồi. Mấy cô đi ra mùa bí hết rồi. Rồi, đi thôi. Ai mua bí không? Mấy cô có bí hết chưa? Hết rồi. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Mấy cô mua bí hết rồi đúng không? Mua hết rồi. Dạ, còn mấy trái nữa con về dưới bán. Cảm ơn mấy cô nha. Mua bí không mấy cô mấy chú ơi? 10.000 một ký đây. Vậy đó hả cô? Dạ. Bí đây mấy cô mấy chú ơi. Bí đây 10.000 một ký đây mấy cô mấy chú ơi. Nhân đâu rồi? Xíu lên Nhân ơi. Đi nhanh lần kiếm khách. Cô mua bí đi cô, 10.000 một ký thôi.
ơi. Bí giờ bí chờ ngon lắm á, còn mấy trái hết rồi. Không biết gì nấu canh. Dạ bán. Rồi. Ghé lại. Dạ. Chú. 10.000 một ký thôi hả? Ký ha. Ký thôi. Bí tròn. Ui. Cẩn thận. Xíu ngồi lên chậu hành của người ta. Bí 10.000 ngon lắm á. Dẻo ơi là dẻo luôn. Vậy mua bí đi chị ơi. 10.000 ký nè, ngon lắm á. Sắp hết rồi. Dạ mua bí gì nấu canh đi. Bí dẻo lắm á. Thiệt. Bỏ cái này vô luôn. Tặng đi ơi. Rồi. Rồi đó. Đi đây, còn lại 2 trái. Mua bí đi chú ơi, 10.000. Nè bí dẻo lắm này vậy. Đó, 10.000 ký thôi à. Rất là ngon luôn. 10.000, mày vô. Bí gì nấu canh, bí mới hái luôn, không có xịt thuốc đâu, cứ yên tâm đi. Bí này thì dẻo hơn bí này. Đây, tiền đây. Một trái nha ơi. Của cô 700 nha mấy cô. 7.000. Bỏ vô. Cái này về mua con cá lóc nữa. Dạ, trả rồi. Trả rồi á cô. Dạ. Chỉ có 10.000 hả? Dạ, 10.000. 10.000 à. Mua thêm đi cô. Được, con bán một ký 10.000, cái đó chỉ có một ký thôi à. Con ký à. Cô mua thêm đi. Cô mua thêm đi. Con đưa cô bọc chi. Cái bọc đó là cái chú kia chạy đi rồi. Chú chạy đi rồi. Cô lựa cái khác đi cô. Cô lựa cái khác đi. Dạ, nhiều hơn nha. Thôi cô lại 10.000. 7.000 thôi, 13.000. Cái chú kia cô chú mua về nấu canh. Cái nhỏ nó chào nó đi. À, cũng thích trái nhỏ luôn. Thích trái nhỏ luôn nha ơi. Con còn một trái. Trái thôi. Dạ, 2 trái của cô 900 tờ gem. 9.000. Tặng cho 1.000 luôn. Tặng con hả con? Để con kiếm tiền thối vô cô. Cảm ơn cô. Cô tặng cho mình luôn. Mình tặng được tặng 1.000 đó các bạn ơi. Cảm ơn cô. Yeah, được tặng 1.000 luôn. Cô mua bí đi cô. Hả? Không, con kêu với cô đằng kia con kìa. Con áo tím rồi, con cũng bạn áo tím giống cô nè. Hay là cô lại đây 20, mình là 20, 30, 40, 50, 60, 60. Con còn có 2 trái à. 70, 90, 190. Mình bán được tầm 190 rồi. Còn trái bí là kịp bán cho cô luôn đi. Ngân thích vô Ngân ơi, xe không rồi Ngân ơi. Chắc là đem về nấu canh. Cái đó đem về nấu canh đi. Tại mình lỡ hồi nãy nó bị dập xíu nên mình cắt nó ra luôn rồi. Cô ơi 10.000 ký rồi. Còn trái cô mua đi cô. Trái này con cắt rồi. Dẻo lắm á. Trái đó cô, bí ngon lắm. Ừ, căng trái. Yeah. Yeah. Cô bạn màu tím, còn cô bạn màu tím. Hai cô giáo mình con giống nha. Dạ 7.000 thôi cô ơi. 7.000 thôi. Vợ không có giống đâu. Nhưng mà nó là màu chiếm. Cô đưa giấy 10.000 cho con đi con. Dạ con lấy nha. Cô có tiền lẻ không cô? Cô có tiền lẻ không cô? Cô cho con xin 1.000 nữa được không? Kìa cô có tiền lẻ kìa. Xin 1.000 nữa. Thôi cô 4.000. Cô cho con 2.000 đi cô. Cô cho con 2.000 đi. Rồi con hỏi lại cô nha. Dạ đây, con gửi cô cho bí nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn nha. Cô 10, 20, 40, 50, 60, 70. Hãy đếm ngoài không nha. 80, 190. Cảm ơn cô. Hôm nay thì mình với lại Ngân bán được 190.000. Tổng cộng là hai loại bí, là bí hồ lô và bí xanh đó các bạn ơi. Rất là vui luôn khi mà các cô, các bác ai cũng ủng hộ về thì hôm nay ai cũng ăn canh bí hết. Cảm ơn các bạn nhiều lắm theo dõi nha. Nếu mà thích thì nhớ like, đăng ký để mà ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.